Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh móc len của Ochi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chú kiều như thế này nha. Và tất cả các phần bộ phận mình đều dùng keo nến để gắn vào. Các bạn có thể dùng kim khâu để khâu vào. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhé. Đây là những nguyên liệu mình sử dụng: len miêu cốt tông các màu như hình, kim móc 2.0 mini, mắt size 6 mini, keo nến, kim đánh dấu và kim khâu. Mình sử dụng len màu trắng để làm phần thân. Đầu tiên các bạn tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó lên một mũi bính. Móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn hay còn gọi là mũi X. Một mũi, các bạn dùng ghim để đánh dấu vào mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 Kéo len cho vòng tròn khít lại. Sau đó trượt một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên để kết thúc hàng 1. Ở đây mình sẽ móc kết hàng nha. Lên một bính để bắt đầu hàng 2. Chân mũi đầu tiên móc một mũi tăng hay còn gọi là mũi V, tức là 2 mũi đơn chung một chân. Móc thêm một mũi đơn vào chân mũi vừa móc là thành một mũi tăng. Các chân mũi còn lại các bạn đều móc một mũi tăng. Trượt một mũi trượt để kết thúc hàng 2. Lên hàng 3. Chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn. Chân mũi tiếp theo móc một mũi tăng. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm một đơn một tăng đến hết hàng. Móc một mũi đơn. Rồi móc một mũi tăng. Kết thúc hàng 3. Lên hàng 4, chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn. Chân mũi tiếp theo móc một mũi tăng. Chân mũi tiếp theo móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm một đơn một tăng một đơn, lặp lại đến hết hàng. Mũi cuối cùng của hàng này là mũi đơn. Kết thúc hàng 4. Lên hàng 5. Các bạn để ý nhé. Đây là cạnh trước của chân mũi. Còn đây là cạnh sau. Ở hàng thứ 5, các bạn sẽ chỉ móc vào cạnh sau của chân mũi thôi nha. Đầu tiên móc 3 mũi đơn liên tiếp. Chúng ta sẽ móc vào cạnh sau. Một mũi. Hai. Ba.
chân mũi tiếp theo móc một mũi tăng. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm 3 mũi đơn, 1 mũi tăng, lặp lại đến hết hàng. Kết thúc hàng 5 lên hàng 6. Đầu tiên móc 2 mũi đơn liên tiếp. 1 mũi. Hai. Chân mũi tiếp theo móc 1 mũi tăng. Tiếp theo móc 2 mũi đơn liên tiếp. 1. Hai. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm 2 mũi đơn, 1 mũi tăng, 2 mũi đơn. Kết thúc hàng 6. Lên hàng 7. Ở hàng này các bạn sẽ chỉ móc vào cạnh sau của chân mũi thôi nhé. Chân mũi đầu tiên móc 1 mũi đơn. Các chân mũi còn lại các bạn cũng móc mũi đơn. Tổng hàng này chúng ta sẽ móc được 36 mũi đơn. Kết thúc hàng 7, lên hàng 8. Ở hàng này, tại mỗi chân mũi, các bạn đều móc 1 mũi đơn. Tổng hàng này, các bạn sẽ móc được 36 mũi đơn nha. Kết thúc hàng 8. Lên hàng 9. Ở hàng này các bạn sẽ chỉ móc vào cạnh sau của chân mũi, móc 5 mũi đơn liên tiếp. Một mũi. Hai. Ba. Bốn. Năm. Chân mũi tiếp theo móc 1 mũi tăng. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm 5 mũi đơn, 1 mũi tăng, lặp lại đến hết hàng. Kết thúc hàng 9. Lên hàng 10. Ở hàng này, tại mỗi chân mũi, các bạn đều móc 1 mũi đơn. Tổng hàng này, chúng ta sẽ móc được 42 mũi đơn. Kết thúc hàng 10, lên hàng 11. Ở hàng này, các bạn sẽ chỉ móc vào cạnh sau của chân mũi thôi. Tại mỗi chân mũi đều móc 1 mũi đơn. Tổng hàng này chúng ta sẽ móc được 42 mũi đơn.
kết thúc hàng 11 để lên hàng 12. Từ hàng 12 các bạn sẽ móc theo như mình hướng dẫn nha. Đây là hàng 11, hàng 12, hàng 13, hàng 14. Và các bạn sẽ móc theo công thức như trên màn hình. Từ hàng 12 đến hàng 14, mỗi hàng đều móc 42 mũi đơn. Riêng hàng 13 các bạn sẽ chỉ móc vào cạnh sau của chân mũi. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ 14 nhé. Kết thúc hàng 14. Lên hàng 15. Ở hàng này chúng ta sẽ chỉ móc vào cạnh sau của chân mũi. Đầu tiên móc 5 mũi đơn liên tiếp. 1 mũi. 2, 3, 4, 5. Tiếp theo móc một mũi giảm A, tức là giảm từ 2 mũi thành còn 1 mũi. Đâm kim vào chân mũi đầu tiên, rồi đến mũi thứ 2, kéo lên qua, rồi kéo hết lên qua các vòng. Các bạn sẽ móc theo cụm 5 mũi đơn, 1 mũi giảm đến hết hàng. Kết thúc hàng 15, lên hàng 16. Ở hàng 16, tại mỗi chân mũi đều móc một mũi đơn. Tổng hàng này chúng ta sẽ móc được 36 mũi đơn. Kết thúc hàng 16, lên hàng 17. Hàng 17, chúng ta lại móc vào cạnh sau. Đầu tiên móc 2 mũi đơn liên tiếp. 1 mũi. 2. Tiếp theo móc 1 mũi giảm. Tiếp theo móc 2 mũi đơn liên tiếp. 1. Hàng này các bạn sẽ móc theo cụm 2 mũi đơn, 1 mũi giảm, 2 mũi đơn đến hết hàng. Kết thúc hàng 17. Lên hàng 18. Ở hàng này, tại mỗi chân mũi đều móc một mũi đơn. Tổng hàng này chúng ta sẽ móc được 30 mũi đơn. Kết thúc hàng 18. Lên hàng 19. Hàng 19 móc vào cạnh sau của chân mũi. Trước tiên móc 3 mũi đơn liên tiếp. 1 mũi. 2. 3. Tiếp theo móc 1 mũi giảm. Chúng ta sẽ móc theo cụm
3 mũi đơn, 1 mũi giảm đến hết hàng. Kết thúc hàng 19. Lên hàng 20. Đến đây các bạn nhồi bông vào. Bắt đầu hàng 20. Chân mũi đầu tiên móc 1 mũi đơn. Chân mũi tiếp theo móc 1 mũi giảm. Ở hàng này khi móc mũi giảm các bạn chỉ móc vào cạnh trước của chân mũi thôi nha. Chân mũi tiếp theo móc 1 mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm 1 mũi đơn, 1 mũi giảm, 1 mũi đơn đến hết hàng. Mũi cuối cùng của hàng này móc 1 mũi đơn. Kết thúc hàng 20. Lên hàng 21. Hàng này các bạn chỉ móc vào cạnh sau của chân mũi. Chân mũi đầu tiên móc 1 mũi đơn. Chân mũi tiếp theo móc 1 mũi giảm. Các bạn sẽ móc theo cụm 1 mũi đơn, 1 mũi giảm. Kết thúc hàng 21. Lên hàng 22. Ở hàng cuối cùng các bạn vẫn sẽ móc vào cạnh sau toàn bộ là mũi giảm. Tổng chúng ta sẽ móc được 6 mũi giảm. Một mũi. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Chợt mũi kết hàng.
Đến đây các bạn cắt len đi. Dùng kim để giấu len thừa. Phần lông cừu các bạn sẽ móc vào cạnh trước của chân mũi. Dùng len màu trắng, móc lên 4 mũi bính. 1 2 3 4 Móc vào chân mũi tiếp theo 1 mũi đơn. Các bạn sẽ móc lặp đi lặp lại theo cụm 4 mũi bính, 1 mũi đơn đến hết hàng. Sau khi móc tất cả các hàng, mình sẽ được một cục như thế này nha. Dùng len màu đen để làm phần đầu. Các bạn tạo một vòng tròn ma thuật. Móc lên 1 mũi bính. Móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn hay còn gọi là mũi X. Các bạn dùng kim để đánh dấu vào mũi đầu tiên. Mũi thứ 2 3 4 5 6 Kéo len cho vòng tròn khít lại. Trượt một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên để kết thúc hàng 1. Lên hàng 2. Ở hàng 2, tại mỗi chân mũi đều móc một mũi tăng hay còn gọi là mũi V, tức là móc 2 mũi đơn chung một chân. Các bạn móc thêm một mũi đơn vào chân mũi vừa móc là thành một mũi tăng. Kết thúc hàng 2. Lên hàng 3. Chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn. Chân mũi tiếp theo móc một mũi tăng. Các bạn móc theo cụm một đơn một tăng lặp lại đến hết hàng. Kết thúc hàng 3. Lên hàng 4. Ở hàng này, tại mỗi chân mũi các bạn đều móc một mũi đơn. Tổng hàng này chúng ta sẽ móc được 18 mũi đơn. Từ hàng 4 đến hàng 6 các bạn sẽ móc tương tự nhau. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong hàng số 6 nhé. Kết thúc hàng 6. Lên hàng 7. Chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn. Chân mũi tiếp theo móc một mũi giảm. Các bạn móc vào cạnh trước của chân mũi. Hàng này chúng ta sẽ móc theo cụm một mũi đơn, một mũi giảm đến hết hàng. Kết thúc hàng 7. Đến đây các bạn nhồi bông vào. Bắt đầu hàng 8, các bạn sẽ móc toàn bộ là mũi giảm. Tổng chúng ta sẽ móc được 6 mũi giảm. 1 mũi
3. Bốn. Năm. Sáu. Đến mũi thứ sáu các bạn lại chuyển qua lên màu trắng. Lên hàng 9, móc lên 4 mũi bính. 1, 2, 3, 4. Móc vào chân mũi tiếp theo 1 mũi đơn. Chúng ta sẽ móc 6 lần như thế này, lên 4 mũi bính. Sau đó móc vào chân mũi tiếp theo 1 mũi đơn. Dùng màu đen để làm tai. Các bạn tạo một nút thắt, sau đó móc lên 6 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Móc vào mũi bính thứ tư 1 mũi nửa kép. Mũi bính thứ tư ở đây nha. Các bạn vòng len qua, đâm kim vào chân mũi, kéo len lên, rồi kéo len qua hết các vòng. Chân mũi tiếp theo móc 1 mũi kép đơn. Kéo len lên. Kéo len qua 2 vòng, rồi kéo len qua hết tất cả các vòng. Chân mũi tiếp theo móc 1 mũi nửa kép. Chân mũi cuối cùng móc 1 mũi đơn. Đến đây các bạn kéo len và cắt len đi. Làm chân cừu, tạo vòng tròn ma thuật và móc vào đó 5 mũi móc đơn. Kết thúc hàng 1, lên hàng 2. Ở hàng này, các bạn sẽ móc toàn bộ là mũi tăng, hay còn gọi là mũi V, tức là móc 2 mũi đơn chung một chân. Kết thúc hàng 2, lên hàng 3. Ở hàng này, tại mỗi chân mũi các bạn đều móc 1 mũi móc đơn. Tổng hàng này chúng ta sẽ móc 10 mũi móc đơn. Từ hàng 3 đến hàng thứ 5 các bạn sẽ móc tương tự nhau. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ 5 nhé. Kết thúc hàng 5. Các bạn cắt len và cho một ít bông vào. Dùng len màu trắng để làm mắt. Các bạn móc 5 mũi móc đơn vào vòng tròn ma thuật. Các bạn có thể khâu các bộ phận lại với nhau hoặc dùng keo nến để gắn vào. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.